tức quốc gia vào ngày 15 tháng 12 năm 2004. Và xin được giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Hải, em hướng dẫn viên của chiến khu đường sắt. Dạ, thì hiện tại là quý khách đang có mặt trước tượng đài chiến sĩ đặc công đường sắt. Tượng đài này nguyên bản là cao 9m và đặt tại đền thờ nghĩa trang Nhân Trạch của tỉnh Đồng Nai. Tượng đài được Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cùng với tỉnh Đồng Nai là tặng giải nhất điêu khắc Trịnh Hoài Đức năm 2000. Đây là hình tượng hai chiến sĩ vươn lên trên sóng dữ ôm vũ khí lao vào quân thù, thể hiện ý chí vươn lên sóng gió, dũng cảm không sợ hy sinh và khát vọng vươn tới chiến thắng người chiến sĩ đường sắt năm xưa. Phía sau đó là mũi tàu và đầu cá sấu. Thì tượng đài hiện tại đang thương nhớ đến 860 liệt sĩ của đoàn 10. Đây là con em của 36 tỉnh thành phố trong cả nước. Từ ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, đã trải qua hơn 40 năm nhưng hiện tại thì vẫn còn 542 hài cốt liệt sĩ là chưa tìm được. Do là hy sinh ở chiến trường sông nước lúc giờ đây cá sấu rất nhiều, có thể đã bị sâu ăn và hai là bị bỏ bơm cày bờ mất màu. Dạ, thì kính thưa quý khách, là căn cứ đường sắt này được thành lập ngày 15 tháng 4 năm 1966, ta có 1.000 chiến sĩ nhưng thống kê tới năm 75 thì đã hy sinh hết 860. Dạ, cách nhìn phía sau tượng đài sẽ có một mũi tàu mỏ neo thì thể hiện đây là kẻ thù thứ nhất, đó là Mỹ Ngụy, trong suốt 9 năm giai đoạn từ năm 1966 tới năm 75 với 595 trận đánh lớn nhỏ và lọt khỏi vùng vây chiến đấu là 6.200 lính Mỹ Ngụy và đã bắn cháy là 306 trận chiến đấu, 133 tàu vận tải. Dạ, phía bên đây là cá sấu, là kẻ thù thứ hai luôn được các đồng sông Rạch bất thình lình lao đến tấn công thì có nhiều chiến sĩ của ta đã bị cá sấu tấn công ăn thịt như đồng chí Nghĩa, đồng chí Khác, đồng chí Ngọ. Và vào năm 1968 thì nhằm để trục xuất đặc công ra khỏi rừng sắt Cần Giờ này thì Mỹ đã sử dụng đến chất độc khoa khai quang và thuốc diệt cỏ rải xuống rừng sắt này hơn 4 triệu lít. Thì đến năm 1972 rừng sắt này trở thành một rừng chết hoàn toàn, nhưng mà những chiến sĩ đặc công đoàn 10 vẫn kiên cường là làm hầm để bám trụ trận địa cho tới ngày hòa bình. Dạ, thì xin mời khách di chuyển phía sau tượng đài để tham quan hầm. Dạ. Anh đẹp ơi. Đẹp. Dạ. Thì giới thiệu khách là đây là hầm trụ ẩn nè. Thì do địa hình nước ngập và sình lầy nên phải đắp nổi lên như thế để tránh những đợt đạn pháo địch bắn vào, hoặc phòng khi mà nước lớn ngập thì ta vẫn sử dụng được. Qua sử dụng hầm chữ A thì cán bộ chiến sĩ đây thấy có nhiều nhược điểm mà đã cải tiến làm những hầm chữ T là loại 3 cửa và hầm chữ H có 4 cửa, và đây là chữ H. Và hiện tại thì quý khách đang đi tham quan thấy cánh rừng xanh tươi tốt ngày hôm nay thì đã được lực lượng thanh niên xung phong và nhân dân huyện Cần Giờ đã trồng lại vào năm 1978. Thì rừng sắt Cần Giờ là trước năm 1968 thì diện tích có hơn 4.000 hecta, nhưng mà sau này tới năm 1978 thì ta chỉ trồng được 38 hecta cho tận bây giờ và cũng đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới vào năm 2000 và hiện tại thì đang là lá xanh của thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, mời khách diễn thông tin tiếp theo, đó là mô hình DKZ-75. Phải mà mặt đòn như em vậy đâu. Bơi xuống nước coi như là cá sấu nó táp đi. Bơi không nổi. Hay em mình phục dựng lại rồi lên chứ em. Dạ, từ năm 2000. Dạ. Em thuộc cái khu của mình ở đây đi lại học bên quận 7. Dạ, xin giới thiệu quý khách ạ. Đây là cảnh chiến tái hiện là đội 3 đội 10 sử dụng loại súng DKZ-75mm để pháo kích vào đại đài một quốc khánh của chính quyền Sài Gòn. Ngày 1 tháng 11 năm 1966, trận địa tại ấp Bà Vạc, Tân Phú, Thủ Đức và cự ly bắn là 5.378m. Lần này bắn được 7,5 km à. Nhưng điểm bắn của ta thì ở Thủ Đức à. Do đây mình chỉ làm cảnh chiến tái hiện lại thôi. Dạ. Và cái trận thông quan tiếp theo à, đó là sơ đồ qua sang nhà bè. Một những trận đánh nổi tiếng của đặc công 10 diễn ra ngày 3 tháng 2 năm 1973. Không giờ. Tới xong tới. Đạn tên lửa đạn nó bắn xuyên lục địa mấy ngàn km đó. Người ta có bộ đàn mà tái qua người ta, nhưng rồi nói ở vị trí đó gì đó. Dạ, giới thiệu quý khách là con sân nhà bè này thì nằm cách cái bến phà thì đã quý khách đi qua đó 1 km đó. Bây giờ là từ ngay cổng sân đó quý khách. Bây giờ nó là khu A, khu B, khu C đó. Cái xưa đó là Shell, Echo đó và Calais. Chứ không phải là người tái hiện dạ. Đây. Cái con A thì nằm ở trên kia, con B là con Shell. Và con Shell ngày xưa đó là 14 hectare, nhưng mà bây giờ nó là 21 hectare do quân đội tôi
xong mình được các lái ra Vũng Tàu đi ngang. Dạ đi ngang đó. Dạ. Mình sẽ đụng qua trước. Dạ. Xin giới thiệu với khách ạ. À. Đây là sơ đồ kho sang nhà bè. Một trong những trận đánh nổi tiếng của đặc công đồng 10 diễn ra ngày 3 tháng 12 năm 1973. Thì kính thưa quý khách là kho sang nhà bè này nằm cách trung tâm Sài Gòn đó là khoảng 8 km về hướng đông nam trên đường Chim Bay. Đây là một thương cảng của Pháp trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Thì cũng đã được Mỹ xây dựng lại thành một quân cảng lớn để mà tiếp nhận các phương tiện chiến tranh, đặc biệt là xăng dầu. Thì bên cạnh cảng là hệ thống của ba hãng hoàn chỉnh đó là Shell, Esco và Galep. Cùng lúc đó tiếp nhận tàu là từ 8 đến 13.000 tấn vào cập cảng bơm xăng dầu bất cứ lúc nào. Thì trong đó Shell là kho lớn nhất, rộng 14 hecta và có 72 bồn chứa xăng dầu. Một phần nửa bồn chứa xăng dầu trong số 72 bồn chứa xăng dầu này thì có sức chứa trên 10 triệu lít. Đây là kho lớn nhất Việt Nam và cung cấp khoảng 60% lượng xăng dầu cho dân sự và quân sự ở miền Nam Việt Nam. Do tầm quan trọng của kho Shell thì cũng đã được địch bảo vệ với 12 lớp hàng rào các loại, có những loại là thách thức đội ta qua rất nhiều lần xâm nhập. Bên trong được có trang bị là chói mặt rê, ngỗng, đèn pha, pháo sáng, mìn đường tuần tra bộ và cơ giới. Trên sông thì có tàu tuần tra từ xa, trên không thì có máy bay L-19 quần đảo và trực thăng C-47 là liên tục là thả chiếc sáng để phát hiện khi ta xâm nhập vào. Qua nhiều lần điều nghiên thì đảng ủy ban chỉ huy đồng 10 đã hạ quyết tâm đối xét kho sang nhà bè và nhiệm vụ đã được giao cho đội 5 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Qua nhiều lần cân nhắc thì đảng ủy ban chỉ huy đội 5 đã lựa chọn ra 7 đảng viên và một đồng viên ưu tú trong thời gian cảm tình đảng tham gia vào trận đánh này, vì tư tưởng chỉ đạo là tận dụng mọi sơ hở của địch để mật đạp luồn sâu áp sát đánh chúng đánh những việc mình sẽ lẫm vào hiện giờ luôn quân bí mật an toàn. Thì đúng 0 giờ 35 phút ngày 3 tháng 12 năm 1973, 8 tháng 12 năm đối với đội 5 đánh thì ta đã hy sinh hai đồng chí là Nguyễn Công Ba quê Thanh Hóa và đồng chí Phạm Văn Tiền của Quảng Ninh. Thì mời các vị chuyển vào hậu trường trong phần tiếp theo. Và hôm nay đi thêm sẽ nói thêm về cái sổ nhà bè. Cái bồn nước của người ta mà âm nội nhiều quá. Bồn chứa nước sinh hoạt. Nãy tôi tưởng cái cầu. Nãy anh mình xa cũng tưởng vậy. Dạ, xin giới thiệu với khách ra đây là hội trường, là sở chỉ huy căn cứ, là hội trường dành cho hội họp. Thì tại đây cũng đã tổ chức rất nhiều cái cuộc họp để thực hiện các nghị quyết của Trung ương cục hay là quân ủy miền. Đồng thời thì cũng đã vạch ra những cuộc tác chiến giành thắng lợi làm cho quân thuộc khiếp sợ. Dạ, và xin giới thiệu với khách ạ, người đầu tiên ở đây đó là cố thiếu tướng Lương Văn Nho, nguyên tư lệnh kim chính ủy đặc khu quân sự Rừng Sá, người đã góp công sức nhiều xây dựng căn cứ trong ngày đầu mới thành lập, và chú cũng đã mất năm 84 tại phòng làm việc do bị đột quỵ. Thiếu tướng Trần Hành Lập làm chính ủy từ năm 67 tới năm 70 và hiện tại chú đang ở quận 10. Đại tá Lê Bá Ước làm trung đoàn trưởng của trung đoàn từ năm 67 tới Hòa Bình và kim luôn chính ủy từ năm 70 thế vào chức của chú Trần Hành Lập. Mà cũng đã chú Lê Bước cũng đã mất ngày 18 tháng 10 2016 tại Biên Hòa do tuổi cao. Dạ. Giới thiệu quý khách là đây là đại phó Nguyễn Kim Mến, vợ của đoàn trưởng Lê Bá Ước. Cô này đã hy sinh năm 70 tại Tắc Kỳ Quan, trên đường tải thương binh đi thì vô tình đã bị địch bỏ bom 90 ly xuống cô hy sinh. Nhưng mà sau đó đồng đội chôn lại thì 3 ngày sau mình lấy xác lấy được mớ tóc và hàm răng thôi do cá sấu đang mất hết. Khi mà cô hy sinh lúc bấy giờ là cậu con trai của cô tên là Lê Toàn Thắng anh Út. Làm gì mới được 3 tháng tuổi. Nha. Cô và chú Lê Bá Ước thì ở với nhau được 3 người con. Bây giờ em biết anh Thắng nữa còn. Nha. Hiện tại đang công tác công an tỉnh Đồng Nai. Tên là Lê Toàn Thắng. Nha. Mà cách nhìn nó đây. Dạ, phía đây đó là hình ảnh 8 chiến sĩ tham gia trận đánh kho sang nhà bè. Trước khi đi họ là một buổi tiên thầy, hay còn gọi là chi điểm sống. Nha. Trước khi là biết ta ngồi trong mặt thờ. Hy sinh hai đồng chí Nguyễn Công Bao với Thanh Hóa, đồng chí Phạm Văn Tiền người Quảng Ninh, do là rút ra trước nên đã bị địch vây bắt lên tàu, với chiến đấu không để sao vào tay của địch, hai đồng chí này đã rút hơi vàng ra tự vẫn chia đối địch và hai anh đã anh dũng hy sinh. Và sau khi hy sinh thì cũng đã được địch nhặt xác mang vào chôn ngoài hàng rào kho xăng xe bây giờ, và năm 2000 đã được sự giúp đỡ của cấp quỹ Ủy ban nhân xã Phú Xuân nhà bè, thì trung đoàn 10 cũng đã bốc được hài cốt của anh mang về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ nhà bè cho tận bây giờ. Dạ.
Và xin giới thiệu với khách được biết là trở thành tích đạt được thì đội năm cũng đã được Đảng và Nhà nước phong tặng huân chương quân công giải phóng hạng nhì vào ngày 12 tháng 9 năm 75. Dạ. Trong 8 chiến sĩ trận đánh bè này thì hiện tại chỉ còn sống một người thôi. Đó là anh hùng lực lượng vũ trang dân Nguyễn Hồng Thế. Hiện tại chú đang sống ở số 6 45 xã Phú Xuân huyện Nhà Bè. Chú là người Thái Bình. Dạ. Dạ.